Akira fan khoe ngoại hình điển trai những ngày đầu năm, gây sốc khi tậu hãng xế hộp khủng. Chiếc xế hộp của Akira fan tậu đầu năm khiến nhiều người trầm trồ. Akira fan là một nam ca sĩ khá nổi tiếng của VBiz. Anh từng khuấy động giới trẻ thời 8X, 9X với những bản hit đình đám và làm bao người phải ngân nga theo. Thế nhưng, thay vì hoạt động showbiz đều đặn, nam ca sĩ lại thoát ẩn thoát hiện. Sau khi công khai phẫu thuật, Akira fan này cũng đã sở hữu ngoại hình ưa nhìn cùng body vô cùng săn chắc khiến người người ngưỡng mộ. Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, Akira fan đã đăng tải loạt ảnh mới trong dịp đi nhận xe. Có thể thấy, những ngày đầu năm, anh đã tự tặng cho bản thân một chiếc xế hộp cực khủng. Qua đó, nhiều người đã không khỏi trầm trồ với sự giàu có của nam ca sĩ. Ngoài ra, Akira fan cũng đính kèm chia sẻ về món quà tự thưởng cho chính mình. Akira fan đã tậu xế hộp khủng trong những ngày đầu năm mới ngay bên dưới phần bình luận. Đã có rất nhiều lời chúc mừng dành cho nam ca sĩ. Song song đó, ngoại hình điển trai của Akira fan cũng gây sốt không kém. Có thể thấy, giờ đây, anh chàng ngày càng phong độ hơn trước. Akira fan ngày càng điển trai hơn trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.